Máy móc Minh Chí xin chào tất cả anh em nhé. Trước mắt anh em đang là mẫu sản phẩm mới của thương hiệu Kintoni, bộ ống điếu 12 cái hệ mét với mã của sản phẩm là 1812MR từ 8 đến 24mm. Đây là một trong số những cái dòng sản phẩm chất lượng nhất của thương hiệu Kintoni đến từ Đài Loan. Sản phẩm thì bao gồm là 12 cái ống điếu từ 8 đến 24mm thì anh em biết rồi đúng không? Thì tôi sẽ đi sâu vào chi tiết của các cái sản phẩm. Một đầu sẽ là 12 giác và một đầu sẽ là lục giác. Trên tay tôi đây đang là đầu số 8. Thì cái đầu số 8 này của thương hiệu Kintoni, nhà sản xuất người ta cũng dập nổi cái thương hiệu của Kintoni. Và anh em có thể nhìn thấy thì một đầu sẽ là 12 giác và một đầu sẽ là lục giác. Tiếp đến là đầu số 10 này. Đó, anh em nhìn thấy. Đây là đầu số 10 nhá. Thì cái đầu số 10 ấy nó cũng như vậy thôi. Đấy, đây là đầu 12 giác này. Phần này là lục giác này anh em. Với chất liệu thép là CRV. Thì nói sơ qua về cái dòng của thương hiệu Kintoni thì là một trong số những cái dòng sản phẩm top đầu của Đài Loan về những cái dòng cơ khí rồi, cho nên là anh em có thể cực kỳ yên tâm. Tiếp đến là đầu số 11. Đó, anh em nhìn thấy thép làm rất là sắc sảo với chất liệu là CRV, một đầu lục giác và một đầu là 12 giác. Rồi, tiếp theo tôi sẽ qua cái đầu số 12. Ok chưa anh em? Ở trên các cái dòng sản phẩm của Kintoni thì đều khắc các cái mã số cũng như là thương hiệu của sản phẩm và dập nổi luôn. Cho nên là nếu mà anh em nào chúng ta lăn tăn là sản phẩm là hàng nhái hàng giả thì nó cũng rất là khó. Bởi vì ấy, cái dòng hàng nhái nó không thể nào mà dập chi tiết được như cái dòng hàng chính hãng đâu. Ví dụ anh em nhìn tay tôi cầm nhá, đây là cái thứ 13 này. Nó dập thẳng cái chữ thương hiệu của Kintoni và có dập cả mã số luôn. Cho nên là rất khó để mà làm nhái làm giả những cái dòng sản phẩm chất lượng như thế này. Ở đầu 14 này thì cũng như vậy anh em. Anh em nhìn thấy là 12 giác với lục giác thì rất là chi tiết của thương hiệu Kintoni rồi. Bây giờ tôi sang cái đầu cờ lê 16. Đầu 16 và bộ ống điếu 16 và đi 17 luôn đi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là so sánh thì cái đầu 17 nó sẽ to hơn đầu 16 một chút thôi. Bộ ống điếu này tôi xin nhắc lại là có 12 cái hệ mét anh em nhé. Với mã của sản phẩm là 1812MR. Với các cái dòng sản phẩm kích thước như là 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 và 24. Để cho anh em biết thì tôi đã đi đến cái đầu khẩu 18 và cái đầu khẩu 19 rồi. Anh em nhìn thấy ok không? Để mà nói về cái dòng của Kintoni thì không có gì phải lăn tăn cả. Và các cái dòng sản phẩm này bên mình cam kết là sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu của Kintoni. Anh em hoàn toàn có thể đặt hàng và trải nghiệm. Đó, về giá của sản phẩm cũng như là hình ảnh chi tiết video thì mình đã cập nhật ở trong cái phần website rất là chi tiết rồi. Còn ở trong cái video này ấy, thì mình sẽ chỉ giới thiệu về chất lượng cũng như là cấu tạo của cái sản phẩm thôi. Anh em muốn nắm bắt được giá cũng như là bài viết này, hình ảnh, video chi tiết, anh em có thể truy cập vào website của bên mình là máymocminhchí.com để tham khảo thêm nhé. Ở trong đấy thì mình cũng đã cập nhật các cái link Shopee, Sendor, Lazada rồi. Anh em hoàn toàn có thể đặt hàng trên mọi phương diện luôn. Sản phẩm này thì bên mình sẽ bảo hành 1 năm, ship hàng toàn quốc, cho anh em xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn. Nếu đúng sản phẩm thì anh em nhận. Còn nếu như không đúng như trong quảng cáo, anh em hoàn toàn có thể trả lại cho bên mình và yên tâm là không mất một chút chi phí nào anh em nhé. Đấy, trên tay tôi đây đang là hai mẫu cao nhất của Kintoni là 22 và 24. Anh em có thể nhìn thấy chất lượng của sản phẩm. Cảm ơn anh em đã xem video nhé. Và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi chi tiết đặt hàng, anh em có thể liên hệ với cả bên mình qua website là máymocminhchí.com hoặc là minhchimaymoc.com. Các cái trang thương mại điện tử như là Shopee, Sendor, Lazada, fanpage cũng như là YouTube của bên mình là Máy Móc Minh Chí. Thì mình sẽ để những cái link liên hệ ở ngay dưới phần video cũng như là bài viết sản phẩm để cho anh em chúng ta thuận tiện liên hệ đặt hàng. Ngoài ra thì Zalo của bên Máy Móc Minh Chí là 0915 498 666 hoặc là 0978 390 231. Các bạn có thể liên hệ để hỏi về lịch trình của sản phẩm cũng như là hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Ngoài ra thì bên mình có để thêm một cái link QR Zalo OA ở bên góc phải màn hình để cho anh em chúng ta phòng trường hợp nếu mà không liên lạc được các cái kênh
chăm sóc khách hàng của bên máy móc Minh Trí, thì các bạn có thể là quét cái mã Zalo QROA để đến với nhân viên chăm sóc khách hàng một cách nhanh nhất. Các cái dòng sản phẩm của bên máy móc Minh Trí thì đều được bảo hành đầy đủ theo các cái chế độ hậu mãi của đại lý, và sản phẩm thì ship hàng toàn quốc đến nơi anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn, để cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Và cuối cùng, một cái thông tin mà anh em chúng ta cần phải lưu ý, đấy chính là các cái dòng sản phẩm của bên mình khi update giá ở trên YouTube hoặc là trên các cái ảnh của sản phẩm thì giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Cái giá thay đổi này nó đến từ rất là nhiều yếu tố, có thể là do lạm phát, hoặc là có thể là do chi phí vận chuyển tăng lên, hoặc là do đại lý tăng giá hoặc là giảm giá. Thì để chi tiết nhất, các bạn có thể là ép Zalo hoặc là liên hệ với cả các cái link chăm sóc khách hàng của bên mình để hỏi về bảng giá chi tiết anh em nhé. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ máy móc Minh Trí, và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé.